Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 18:40 mỗi ngày. Thưa quý vị, thời gian qua, tội phạm tín dụng đen đã được liên tục nhắc đến là một trong những loại tội phạm nguy hiểm, gây lên những hệ lụy xã hội phức tạp. Thế nhưng, ngăn chặn tín dụng đen không phải là điều dễ dàng, bởi loại tội phạm này đã len lỏi vào khắp các địa bàn và mọi ngõ ngách của đời sống. Vì thế, những hệ quả buồn từ loại tội phạm này vẫn đang diễn ra hàng ngày tại nhiều địa phương. Điều đáng bàn là không chỉ con nợ, mà chính người thân, thậm chí là người quen của con nợ tín dụng đen cũng vô tình trở thành nạn nhân của vòi bạch tuộc tín dụng đen. Những người không vay nợ, nhưng vì trót có mối quan hệ họ hàng ruột thịt với con nợ, bỗng dưng trở thành đối tượng trút giận, đối tượng uy hiếp với những chiêu trò, hành vi đe dọa, phá hoại hết sức manh động của chủ nợ tín dụng đen. Điều này không chỉ gây bất an, gây bức xúc trong nhân dân, mà còn trở thành ngòi nổ bùng phát những vụ án hình sự nguy hiểm khác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi Tiêu điểm nóng hôm nay. Thời gian qua, ở nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước, tình hình hoạt động tín dụng đen có những diễn biến phức tạp. Đã có những gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, phá sản và ly tán do trót vay tín dụng đen với lãi suất cao ngất ngưỡng. Điều đáng nói, khi không đòi được nợ chính chủ thì các băng nhóm cho vay quay sang tấn công khủng bố, hăm dọa bắt người thân phải trả nợ thay. Vào ngày 28 tháng 8, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa triệu tập vào làm việc với hai đối tượng cùng ngụ huyện Chợ Gạo để điều tra về vụ án dùng súng đi đòi nợ. Không gặp được con nợ nên dùng súng bắn hai phát vào nhà người dân đe dọa. Không chỉ tấn công khủng bố tinh thần, nhiều đối tượng cho vay nợ đã kéo người tới tận gia đình khổ chủ uy hiếp bằng vũ lực, đánh đập cả con nợ và người nhà. Con dâu nó mượn người ta đánh nó, tạt sơn nữa, rồi cho nó trả rồi. Được nửa tháng sau cái người ta lại tạt sơn tiếp. Tạt sơn liên tục, rồi đã được chưa đã, rồi đã chìm đơn, đã những trường đơn đầy. Tại nhà đại lãi vòng vòng lối xóm rồi xung quanh lối xóm rồi để cả vô trường học của đứa tư nhỏ con của người chị dâu gãi luôn. Cái xấu là coi như là hân từ cái xa hồi đến hân quậy nha ba. Từ cuối tháng 12/2015 cho đến là hạ cả một năm 2016 cả đến 2017 nó nói thật với ba, chả cả cháu với ba là làm đến ba kêu khắp nơi rồi đó. Bởi vì đang đập kẹo lế ba từ có lẽ đến 30 nỗi mà quần máy dày mà rách hết toạc hết trớn luôn. Đó. Rồi là hắn đến đây hắn làm khổ ông ba, đập đánh ông ba lên bờ xuống ruộng. Thì ông ba phải đi chạy đi váy đi mượn. Đứa chuẩn 200 triệu nữa là 600 triệu, con có 7-8 triệu nữa thôi nào. Là có việc vợ em lò mang với họ đó. Là em không có biết. Mà tới nhà em cứ thấy là tọt nước mắm vô là tivi rồi cũng lạnh giường chiếu rèm cửa là tọt hết từ tầng trên đến tầng dưới. Thì mấy chú ở xóm đây cứ thấy vậy á, mới gọi cho công an phường xuống. Thì công an phường xuống á có gọi công an thành phố lại nữa và giữ lại cái vợ chồng những người tọt á, nước mắm nó đi tới là ba người sử dụng vũ lực để lấy cho được tiền gốc và tiền lãi. Điều này nó dẫn đến một cái hệ lụy là người vay sẽ liên tục bị các cái đối tượng này là đe dọa, khủng bố để lấy tiền. Theo các chuyên gia tài chính, tín dụng đen cho vay không cần thế chấp, thời gian cho vay nhanh, thủ tục vay đơn giản, nên khi con nợ rơi vào tình trạng khánh kiệt, không có năng lực trả nợ để đòi lại vốn, các đối tượng luôn sẵn sàng các biện pháp đòi nợ theo kiểu soi đen. Và đối tượng chúng nhắm đến không chỉ là con nợ mà cả gia đình, người thân của họ nhằm tả lực đòi tiền. Chính vì lẽ đó mà tình trạng không vay nhưng vẫn bị ép trả tiền đang diễn ra ngày càng phức tạp. Kéo theo đó là những bức xúc trong nhân dân gây mất an ninh trật tự. Nếu chúng ta không có cái tinh thần cảnh giác và không nêu cao cái nhận thức về mặt pháp luật và hiểu biết về mặt pháp luật thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là sập bẫy vào cái hoạt động tín dụng đen. Tín dụng đen và những hệ lụy do nó gây ra đã là nỗi ám ảnh đối với những nạn nhân và người thân của họ khi đã trót dính vào. Tuy nhiên, việc ngăn chặn tín dụng đen dựa trên việc mở rộng các gói tín dụng hiện tại sẽ khó đạt được kết quả như mong muốn. Để hạn chế được tình trạng này, trước mắt việc quản lý hình thức cho vay giữa các chủ thể với nhau theo pháp luật dân sự cần chi tiết hơn. Cần có thông tư hướng dẫn để các cơ quan ban ngành có cơ sở xử lý chặt chẽ hơn nữa đối với hoạt động cho vay theo quản lý pháp luật dân sự. Quan trọng nhất là người dân cần hiểu biết được bản chất của loại hình dịch vụ này, qua đó nâng cao kiến thức pháp luật, tránh xa loại hình vay vốn bất hợp pháp để tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị,
Tín dụng đen hay còn gọi là cho vay nặng lãi là loại hình tội phạm nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Do vậy, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm. Cùng với đó, trước những lời mời gọi, quảng cáo hấp dẫn của các đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, người dân phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác, tránh rơi vào bẫy của các đối tượng cho vay để không phải trở thành con nợ dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra. Đến đây, chuyên mục tiêu điểm nóng xin phép được khép lại. Quý vị khán giả có thể theo dõi chương trình được phát lại vào lúc 11h45 phút ngày hôm sau và trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.